Ngày hôm nay, trên đất của nước Nga bị tấn công. Theo của chính phủ bên Nga nói cho biết, có 11 người lính đã bị chết, 15 người lính khác đã bị thương. Theo của nước Nga kêu đây là cái chuyện khủng bố xảy ra. Theo của Nga nói, đây là hai người lính từ của Soviet Union hồi lúc trước và tập vật với lính của bên nước Nga. Tự nhiên, họ lấy súng rồi bắn luôn những người tập vật ở đó. Mới vừa một tuần trước thì có chuyện là có người nổ súng ngay cái chỗ mà nhận người đi lính. Còn về một cái chỗ khác mà nhận những người đi lính ở bên Nga, thì bị một người nào đó dùng cái chai xăng trội vô đó cho cháy. <laughs> Ẩm their... rài ở ngay biên giới của bên nước Nga, dân ở đó thì đang có chuyện gây gỗ lên rất là nhiều. Còn thêm nữa, ngày hôm nay, ông Tổng thống bên Ukraine báo cho biết, cái số người chết mà của bên nước Nga, ông ta nói, gần lên 65.000 người Nga đã bị chết về chiến tranh. Không có cách nào để biết rõ ràng con số đó có sự thật như vậy hay không. Nhưng mà trong lúc này, bên Ukraine đang chiếm lại rất là nhiều mảnh đất. Lính chán của bên nước Nga nằm về hướng Nam và hướng Đông, bỏ chạy. Nhưng mà trong lúc này, Nga cũng đang bắn trả lời. Bắn vào Ukraine ở những chỗ chạm điện biến trở thành trung tâm thành phố bên Ukraine trở thành tối thui. Đây là cả tháng trời rồi mới thấy chuyện này xảy ra. Chúng tôi muốn cho mọi người xem cảm giác như thế nào ở bên Ukraine vào buổi tối ngày hôm nay. Sau khi gần cả tuần nước Nga bắn liên tục qua bên Ukraine, hiện tại ngay bây giờ ở ngay trung tâm thành phố Ukraine chỉ có đèn đường mới bật lên thôi. Đây là ngay trung tâm thành phố Kiev. Thường chỗ này thì rất là đông người tới. Giống như chúng ta có thể nhìn thấy cái nhà thờ St. Michael phía sau. Thường thường là nhà thờ này bật đèn sáng chân lên, nó màu vàng vào buổi tối ngày hôm nay nó tối là tại vì chính phủ bên yêu Khoan kêu gọi những người dân hãy để dành tiết kiệm điện. Nếu mà không tiết kiệm điện, phải kéo đàn cày ra đốt thôi. Và trong lúc này, về chiến tranh trên online vẫn tiếp tục đưa ra nói về cái diện ai sẽ trả tiền cho Internet ở bên Ukraine. Chính phủ bên Ukraine rất là cần Internet trên online. Đó là của cái satellite Starlink. Ngày hôm nay, Elon Musk, người xếp CEO của hãng Tesla, Ông ta hiện tại đang ủng hộ Ukraine thêm một lần nữa. Elon Musk nói, cho dù hiện tại ngay bây giờ cái satellite Starlink đang tốn tiền rất là nhiều. Và chúng tôi đây vẫn tiếp tục để mà giúp đỡ Ukraine cho cái satellite đó miễn phí.